Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay 25 tháng 7, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn quận Sơn Trà. Đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang Trần Ngọc Ảnh và mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhã, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp lớn lao của gia đình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc anh hùng lực lượng vũ trang Trần Ngọc Ảnh và mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nhã thật nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và thành phố. Đồng thời, động viên con cháu phấn đấu học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương đất nước. Các gia đình cũng bày tỏ cảm động khi được lãnh đạo thành phố quận Sơn Trà và phường An Hải Bắc quan tâm trong dịp 27 tháng 7, cũng như nhận được sự hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần các gia đình chính sách của lãnh đạo các cấp, một lần nữa thể hiện đạo lý truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.